đời của người chúng ta quý vị, sanh không mang đến, chết không mang đi. Đời này mình sống ở cõi này, mình còn tính cái đời kế tiếp cuộc đời mình nữa. Tại vì chết đâu phải là hết. Nếu chết là hết thì nó đi tu làm gì? Nếu nói chết mà hết thì tha hồ đi tạo nghiệp. Không có những tôn giáo Phật giáo xuất hiện làm gì? Con người ta phải khổ cực chi? Ăn chay thức khuya dậy sớm đi tu làm gì? Vì chết là hết rồi, hiểu không? Nên từ đó mà mỗi một con người đi đến đây dự cái chương trình này á, quý vị nhớ nè, cuộc đời mình đi đến đây mà mình bị khiếm thị, mình không thấy đường, mà trong khi con người ta là cái quan trọng nhất là cặp mắt nhìn được hoàn cảnh xung quanh, mà cả đời của người ta không thấy được cái hoàn cảnh xung quanh. Đây là sự thiệt thòi nhất của đời người. Thiệt thòi. Mà cặp mắt này mà mình sanh đến đây mà mình không thấy là do gì? Cái nhân quả là cặp mắt của mình thấy những điều bậy bạ, thấy những điều sai quấy, thấy đi rồi chỉ trích người ta những điều không phải, dùng cặp mắt để nhìn như vậy thì cái phước cặp mắt nó hết đi. Hoặc là mình còn trẻ, mình nhìn người nữ đẹp thì bắt đầu là mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, mình nói tầm bậy tầm bạ người ta, mình nói này nói nọ, dùng cặp mắt để nghĩ tầm bậy, nhìn tầm bậy. Thì khi mà cái phước cặp mắt nó hết thì hiện đời này mắt quý vị nó cũng sẽ bị mờ sớm đi thời gian. Có một vị hòa thượng này tu, khi ông mới đi đến chùa, thầy của ông vừa nhìn ông nói nè, đời trước nó cũng hòa thượng, đời này cũng hòa thượng, nhưng do đời trước tu hành gặp con gái đẹp đi đến chùa, nhìn nên đời này chịu mờ mắt nửa đời. Nửa đời người chịu mờ mắt. Và tu hành chuyển nghiệp nửa đời sau thì mắt sáng 100% rõ ràng luôn. Vậy thì tất cả những người khiếm thị này là do chúng ta dùng cặp mắt mình nhìn bậy, nhìn những điều sai quấy, nhìn tầm bậy tầm bạ nên đời này mắt mờ. Bây giờ mình nghe gì rồi mình đổi cái ý niệm lại, là từ hôm nay mình dùng cái ý niệm, tại không còn có mắt nhìn nữa rồi, bây giờ dùng cái ý niệm để nhớ A Di Đà Phật để chuyển nghiệp. Nhớ A Di Đà Phật để chuyển nghiệp. Vậy nhớ rằng tay chân của mình cũng vậy, nếu mà nó khỏe mạnh được là dùng tay chân để làm điều tốt. Còn nếu mà dùng tay chân để mà quýnh đập chửi mắng người ta thì bản thân chúng ta vẫn bị khuyết về tay chân à. Còn ý chí mình mà nghĩ những điều tốt đẹp thì người sáng suốt thông minh. Còn nghĩ thủ đoạn ác hại người thì ý chí mình sẽ mờ tối, trở thành kẻ ngu si. Người ngu trong cuộc đời là do dùng ý nghĩ tầm bậy để đến với con người, nên đời này mình bị ngu si. Phải nhớ nha, cái này là quan trọng lắm á. Nên mỗi một người chúng ta sanh đến cuộc đời này nó đều có nhân quả quý vị. Nên trong nhà Phật mới có câu nói rằng, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem cái nhân đời này mình tạo nè. Thí dụ như bây giờ người ta sinh ra đời, người ta cao ráo, người ta đẹp, người ta là hoa khôi hoa hậu, là do người ta tu cái nhân cung kính, gặp người người ta biết chào hỏi lễ phép. Thí dụ như mình đi ngang hoặc mình cúi đầu, mình gặp người ta đang ngồi mà đi ngang mình cũng khom khom mình đi ngang, cái tâm cung kính đó nên mình sanh ra đời mình cao ráo mình đẹp. Như những đức mà sanh ra bị lùn là do gì? Thiếu sự cung kính nên nó lùn. Nó nên là thí dụ như ca sĩ Phú Quý rồi, thấy người ta cao ráo không? Rồi Kim Tho đồ cao ráo, thấy chưa? Là do người ta tu cái hạnh á, để dưới đi, người ta tu cái hạnh cung kính, cái tâm cung kính, cái tâm biết kính trọng người khác nên mới sinh ra đời cao ráo. Rồi gương mặt người ta vui vẻ là vì trước mọi người người ta vui vẻ nên người ta có được cái sắc diện nó vui vẻ. Chứ mình gặp ai mà cái mặt mình cũng chù ụ hết trơn, giết rồi mặt tối hù, chù ụ thì tối hù chứ sao. Đó. Nên những đức nói với vị nghe chứ,
Cái chương trình này mình đến mình hát một bài hát cho người ta nghe nha. Cái ăn tình này kết duyên đặc biệt lắm. Mình lên mình hát mình còn, tại vì quý vị á, lỡ bị nghe những đức giảng gì này xong á, quý vị trước khi hát bị nói vài câu về tình con người với con người với nhau. Thật sự mà nói, sống trong cuộc đời này mỗi người chúng ta ai cũng cần được sự quan tâm và thương yêu hết quý vị à. Nhưng mà đa phần chúng ta không hiểu cái việc quan tâm thương yêu người. Nếu như mình muốn người thương yêu quan tâm mình thì mình phải thương yêu quan tâm người ta, thì người ta thương yêu quan tâm mình à. Bây giờ quý vị cứ nghĩ những đức nói chuyện cũng đơn giản, tại sao mà cái lượng người người ta quý những đức nó đông quá? Vì sao? Vì mình nhiệt tình với người ta đi, hết lòng nhiệt tình. Dù cuộc đời mình có tiếng tâm gì đi chăng nữa, mình cứ thật lòng mình đơn giản. Sự đơn giản là sự được thương yêu. Khi mình đơn giản người ta thương yêu mình, sau này mình già đi chăng nữa vẫn là tiếng tâm vẫn giữ được luôn á. Tại vì một người ca sĩ hay là tu sĩ đó quá nhiệt tình vì người ta của cả cuộc đời. Quý vị biết rằng cái người tu sĩ càng già là càng có giá. Tại những đức thấy rằng khi những vị hòa thượng già, người ta thỉnh các ngài lại chứng minh một cái chương trình gì đó, các ngài không cần nói không cần làm gì đâu mà ngồi trên cao mà. Nhưng mà cúng dường bao thư cho các vị hòa thượng là cúng nhiều, phải có giá không? Còn mình thấy con người xã hội có những người ta chức phận lớn, nhưng mà sau này già người ta tính vào cái việc mà khi người đó làm chức phận, người ta làm việc gì cống hiến cho cuộc đời, thì già vẫn được người ta kính trọng. Nhưng nếu cả đời có cương vị mà không làm việc gì lợi ích cho mọi người, già sẽ hạ giá hoàn toàn. Hạ giá hoàn toàn luôn. Đó là như Đức nói tu sĩ và người thế gian. Còn ca sĩ như mình trước mọi người mình quá nhiệt tình rồi, dù biết rằng mình hát mình cũng kiếm tiền, nhưng có những cái đồng tiền mình kiếm được mình nên làm thiện nguyện để tăng phước báo của mình, tăng nhân duyên của mình. Thì cái tiếng tâm của mình, quý vị nhớ nè, những Đức đi tu thì Đức mới nhìn ra, muốn có tiền trước nhất phải có duyên. Khi có duyên thì nó mới có tiền. Thí dụ như giờ hàng Phật tử ngồi đây nè, quý vị ai cũng quý mến những Đức, ai cũng là thương những Đức, thí dụ đi, thì những Đức làm cái gì quý vị cũng đưa tiền hết. Rõ ràng không? Còn bây giờ họ mà không thương một cắt tôi cũng không cho nữa. Vậy thì những Đức muốn làm việc lớn gì sao làm đây? Thí dụ như giờ mình là một ca sĩ mà có tiếng tâm mà có uy tín đi, quý vị làm một chương trình, quý vị muốn làm, quý vị cần nêu lên một cái thôi là tức khắc rất nhiều người ủng hộ việc. Thì cái cơ hội đó mình được làm việc lớn trong cuộc đời. Những Đức nói mình vì thiên hạ thì thiên hạ vì mình, không nói gì. Quý vị thấy bây giờ ông thầy Nhân Đức thì sao mà ông tổ chức chương trình người mù mà đông quá trời, mà đem người mù về chi mà đông với gì? Người ta thì giờ người ta nghĩ giờ người ta đem người trẻ trẻ đồ về, đồ người đồ bảnh bao ngon lành chút đi về. Còn mình đem người khiếm thị, người khiếm tật về chùa quá trời đông để lo cho người ta. Nhờ người ta mà phước duyên mình mới lớn chứ thì sao? Mấy vị coi xã hội người ta nhìn ông thầy ông làm việc gì tự nhiên người ta quý trọng ông thầy. Mà người ta đã quý trọng ông thầy này rồi, người ta cứ cúng dường hoài. Đây là nói thật lòng đó nghe. Nói thật lòng cho những người nghe, làm đi. Để làm đi, mỗi chùa làm đi để chia bớt người khiếm thị này giùm tôi. Cái cách những Đức làm vậy mà không thiếu tiền đó quý vị. Trong khi chùa mình nuôi 2.000 người mỗi ngày mà những Đức còn làm bao nhiêu chương trình là do cái gì? Do người ta thương chứ thì sao? Rồi lay quay 17, 18, 19, 3 ngày Du Lan nữa nè, người ta về 10,000+ người nữa nè. Giỡn đâu. Bây giờ mấy anh ca sĩ đồ chuẩn bị mấy bài hát về mẹ, về cha, về nhân quả đồ trước đi. Nay có anh ca sĩ gì đang Trương Đăng Huy đó nè. Trương Đăng Huy á,
Thật sự với mấy anh chị ca sĩ thì chúng ta sẽ già thôi. Sớm muộn gì chúng ta cũng già thôi. Bây giờ á, bây giờ chúng ta nhìn về cái ngôi chùa nuôi người già này đi, rồi chúng ta nhìn những cái chương trình này đi, để cái cuộc đời chúng ta khi lớn tuổi chúng ta làm một cái gì đó trong cuộc đời cho nó thật sự là nó có ý nghĩa khi đến cái thế gian này. Quý Phật tử cũng vậy, khắp nơi nơi nghe. Bây giờ nên chung tay những đức làm cái gì đó đi trong cái cuộc đời này cho nó thật có ý nghĩa. Tại vì sao? Vì một ngày nào chúng ta ra đi chúng ta không cầm theo được gì đâu. Nên những đức đã từng thường đọc cái bài kệ rất là hay không? Cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Đúng không? Nên bây giờ là nhận đức là bắt tay vào cái việc là từ bây giờ tới đến khi mình chết đi là mình phải làm cái gì đó, tất cả việc gì đó vì mọi người, nhiệt tình cực lực làm hết việc đó cho mọi người. Quý vị bố thí cúng dường làm sao mà có được cái cảm giác mà người cho còn vui hơn người được nhận á, đạt rồi đó. Người cho còn vui hơn người được nhận nữa. Thì thấy cái cảm giác này của Nhân Đức không? Nhân Đức, chương trình này nghe, Nhân Đức không bao giờ nghĩ, Nhân Đức kiếm một cách. Nếu mà trước ngôi Tam Bảo, Nhân Đức có một cái tâm niệm gì tổ chức cái chương trình này mà có một cắt bạc nào nghe, thì mình không phải người tu hành. Không phải người tu hành nữa. Thật sự. Đó. Nên từ nơi đó mà tất cả những người khiếm thị về đây, quý vị đi về đây bữa nay á, có Hoa hậu Kim Tho hát cho vị nghe. Không? Lên mấy anh nói chuyện mấy câu tình thương mến thương đối với những người khiếm thị. Rồi có Trương Đăng Huy rồi cũng vài câu tình thương mến thương rồi hát bài hát tặng cho tất cả những người khiếm thị. Rồi ca sĩ Phú Quý. Không? Rồi hình như là có Dương Ngọc Thái nữa mà hôm nay như Dương Ngọc Thái đến trễ hay gì hả? Đó. Nhưng mà cái chương trình của chùa mình á, khi quý vị mà đến hát á, là phải đến sớm. Tại vì cái cảm giác đó quý vị sẽ có một cảm giác nó đặc biệt, nó đi vào cái lòng người với công chúng này lắm. Khi lên mà hát một cái là tự nhiên cái cảm giác nó đặc biệt. Tại vì sao? Vì cái tư tưởng nói chuyện, những đức nó truyền tải bị nghe rồi. Khi nghe rồi quý vị biết mình lên mình nên diễn đạt như thế nào đối với những con người đang ngồi nghe hát ở đây nè. Họ sẽ cảm nhận mình sâu sắc dữ lắm, nói thiệt đó. Tại vì sao? Vì cái cách nói chuyện của Nhân Đức đây nó không có trao chuốt. Nó không có dùng những văn tự mà trao chuốt quá đối với mọi người mà nó thẳng. Nên khi mà quý vị đi đến đây hát, quý vị cũng nói chuyện như vậy là tự nhiên Iran luôn vậy đó. Hình thành ra. Hãy nhớ nghe. Đó. Thật sự mà nói, ví dụ như bây giờ đi, những đức bên kia đi qua mà thấy quý Phật tử vỗ tay mà những đức đi qua, những đức ngại lắm quý vị. Mình mong mình là người bình thường thôi. Nên mỗi lần mấy anh em mà sắp xếp chúng á, đừng có cho Phật tử người ta vỗ tay gì. Mình cũng còn trẻ, mình làm gì mà mình cao xa quá vậy. Làm gì cũng là một cách xài phước không ai. Cứ bình thường đi. Quý nhau nhất là cái gì? Quý nhau nhất là chúng ta chia sẻ Phật pháp nè. Rồi những cái gì tốt đẹp trong cuộc đời mình làm, những cái gì mà mình sai quấy mình sửa, đó là còn hơn quý vị vỗ tay ầm ầm khi những đức đi qua nữa. Đúng không? Còn nói chuyện thì vỗ tay giúp cho nhau đỡ buồn ngủ thì được. Hoặc là ca sĩ người ta hát thì mình cứ nhiệt tình hết lòng mình vỗ tay động viên. Cái đó là cái tấm lòng mình đến với người ca sĩ. Còn cái ví dụ những đức từ bên kia đi qua đừng có vỗ tay gì. Mình làm gì mình giống như mình nổi bật quá. Không nên, nó không hay gì đó quý vị. Mà tính còn trẻ nó sanh tâm kiêu ngạo. Ta đây, sau này chỉ cần ai la, ai nói mình cái là mình cự lại người ta liền. Là mình thất bại chắc chắn luôn. Đó là cái điều mà trước cái công chúng đó, mình sắp. Chỉ cần mình khuyên người ta đừng nói chuyện, thầy qua giảng đừng nói chuyện nghe. Diện vậy là đủ rồi. Còn ngoài ra đừng có những đức qua mà ai cũng đứng vỗ tay sùm. Bao nhiêu cặp mắt người ta nhìn ngó. Cái ông này là ai mà giữ gì? Rồi người ta cho một trái bơm cái là chết. Hiểu chưa?
Mình nên là người đơn giản để thọ mạng kéo dài. Mình trước mọi người đừng có quá cao xa. Người ta tự thương mình là thương mình thôi, chứ không có cần quan trọng quá. Cái đó là cái đặc biệt. Khi mà một con người càng tiến tâm thì mình càng đơn giản thì mình sẽ rất là hay. Cái tiến tâm đó sẽ kéo dài rất lâu cả đời mình luôn. Còn nếu như mình có tiến tâm mà mình làm những hình thức mà nổi trội á, là mình sẽ mau tuột dốc cực kỳ luôn quý vị à. Trong cái cuộc đời này nó là như vậy mà. Đó nên á, tất cả những người khiếm thị về đây nghe lời những đức nè, về nhà cố gắng mà niệm Phật. Hiểu không? Không, những đức rất là thương người khiếm thị nghe. Rất là thương quý vị. Nguyện cầu Tam Bảo làm sao gia hộ cho quý vị. Để mà quý vị nghe được câu Phật hiệu này, quý vị về niệm Phật đi. Ở nhà làm việc gì đó, ví dụ như có người bán đi bán giấy số, người đánh dài, có người làm nghề đấm bóp giác hơ, làm tất cả các việc đi kiếm cuộc sống. Những đức ở đây mỗi ngày cũng niệm Phật đó, mà những đức có tiền nuôi 2.000 người. Quý vị niệm Phật đi, chân thật mà niệm Phật đi. Thấy không? Sau này khi cặn tử nghiệp mới nhờ cái công đức niệm Phật nghe. Giống như trong 48 lời nguyện có một lời nguyện á. Một người chỉ cần nghe danh hiệu Phật, khi cuối cuộc đời dù không cầu sanh cực lạc mà nghe danh hiệu Phật, thì người này khi chết đi sẽ tái sinh vào gia đình tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh. Thấy không? Nên người khiếm thị về đây từ sáng giờ niệm Phật. Thí dụ như đi đến đây cũng có nhiều đứa nít, thì ba mẹ cũng dẫn theo. Thí dụ như quý vị cũng nên cho tiền các cháu, nhưng mà thí dụ như cho các cháu 10.000 hay gì thôi, tại vì các cháu còn nhỏ quá, hiểu không? Với các cháu phải ngoan, chứ không có được chạy tới chạy lui nghe. Tất cả các bé nhỏ nghe nè, mình còn nhỏ mình phải chân thật, không có được tập giả dối đâu. Không có được cái tính mà cho đầu này cái chạy lên đầu kia để tiếp tục được cho nữa. Các con mà có cái tâm này đó nghe, sau này có con nghèo đời đời kiếp kiếp đó, phải bỏ cái tâm giả dối. Cái tâm giả dối nó không bao giờ tồn tại. Chính cuộc đời những đứa ở trên thành phố ngày xưa mười mấy năm là một con người cháo chở giả dối nè, gạt người nè. Những đứa thấy những đứa có thành công cái gì đâu. Mười mấy năm nghèo sơ nghèo xác, không có nhà chứ đừng nói chi có rét. Làm bao nhiêu điều sai quấy cháo chở đủ cách, nhưng mà có giàu đâu. Cuối cùng bắt đắc chí rồi, thôi đi tu phước cho rồi. Bắt tay vào cái việc từ khi đi tu là mình chân thật. Nên những đức dạy các cháu lớp đạo làm con á, trước nhất là phải nói thật, chết bỏ nói thật, không nói lời giả dối nghe. Thứ hai là tuyệt đối không bao giờ mình tham lam của ai. Thứ ba là phải lễ kính. Ba điểm này mà gầy dựng được thì con người nhất định sẽ lập được sự nghiệp trong cuộc đời này, chắc chắn luôn. Lập được sự nghiệp trong cuộc đời. Mấy đứa bé nhỏ nhỏ ngồi đây nghe này, nghe không? Nghe rõ ràng đó. Rồi tất cả những người mà nhà giàu bữa nay đến mà cho tiền người khiếm thị nè, chỉ cho con mình về, nói cho con mình nghe. Con thấy chưa, bao nhiêu con người người ta nghèo, người ta khổ như vậy, người ta chỉ được 10.000, 20.000, 30.000, 5.000. Còn con á, ăn uống xe xua đồ này áo nọ, bữa nay mua bộ đồ này bạn có một hai lần không mua nữa, bỏ bộ đồ này qua bên mua đồ khác, đòi mua đồ khác. Nên tất cả những người giàu mà đồ này áo nọ, quý vị hãy xem lại, có chừng hưởng phước quá. Nên cái câu người xưa nói hay lắm, hưởng phước bất khả hưởng tặng, hưởng tặng phước đi ăn mài cũng không ai cho. Nên đó, cái những người khiếm thị mà về đây, những đứa khuyên quý vị từ cái tâm mà tạo lại. Bây giờ tạo bằng cách nào? Niệm Phật. Những đứa gặp pháp môn niệm Phật này mười mấy năm nay thay đổi cuộc đời. Từ một người vô danh tiểu tốt không ra gì, ngoài đời ăn nhậu bê tha, hư hỏng đủ trò, vậy mà đi vô trong chùa chỉ có thay đổi tính tình lại, gây dựng lại. Những đứa nói mười mấy năm thành phố, mười mấy năm đi tu, cọ lại. Những đứa đã từng nói rằng
Một ngày những đứa sống trong chùa còn hơn mười mấy năm những đứa sống ngoài đời. Tại vì sao ngày nào mình sống cũng ý nghĩa vậy ơi. Nên bữa đó những đứa có một bài giảng, những đứa nói rằng sau này đủ duyên á, thì có những người ca sĩ mà ngày xưa, ví dụ những người lớn tuổi á, những đứa nói thiệt chứ cuộc đời mình thường đứng trên sân khấu hát trước công chúng, tới tuổi già rồi có khi không đi hát cũng buồn lắm quý vị. Mình tạo điều kiện cho những người ca sĩ già như là mấy người lớn tuổi già cả lương được, cho người ta hát cho mấy bà già nghe. Như bản thân Nhận Đức bây giờ ngồi trước công chúng giảng gì nó nói nó cũng thích thú lắm. Nhưng mà sau này già đi lên giảng không nổi nữa, không cho ai cho mình giảng nữa, cũng buồn ghê. Lâu lâu người ta cho mình leo lên ngồi nói vài câu mình cũng mừng. Mình nghĩ mình vậy đi, mình nghĩ cho người ta. Nên những người ca sĩ trẻ, nếu như mà có tâm mình nên tổ chức những cái live show mà mời những ca sĩ già để cho người ta được trước công chúng người ta hát. Đúng không? Mà trước chúng chùa mình là quý vị mời đi khỏi cần lo nhiều quá. Chỉ đi là được rồi. Đưa lên bài hát gì thôi. Bữa đó cũng có một cô ca sĩ hát cái lương, cũng lớn tuổi. Đàn em của chị Lệ Thủy đâu này kia. Thì lỡ đây 3-4 người cũng xin Du Lan được hát. Hát cái lương á, kể đi, người ta hát mình ngồi mình nghe. Thấy không? Ví dụ như ngày xưa những đứa thích coi cải lương Minh Dương Lệ Thủy đồ Mỹ Châu Minh Cảnh Thanh Sang, những cô chú đó đó hát ngày xưa. Thấy không? Những vị đó người ta hát á, mà sau này mà người ta được có duyên đi đến chùa mình ta hát á, để làm chi biết không? Biết đâu người ta đi đến chùa mình ta thấy chùa mình nuôi nhiều người già, rồi những anh chị ca sĩ này sau này vô đây mình hộ niệm cho người ta. Nghĩ vậy á, mình chỉ suy nghĩ vậy thôi, nghĩ đến người ta. Nên những đức thường khuyên người trong chùa mình gì nè, tất cả những cái người khiếm thị đi đến chùa, những đức nói với người trong chùa mình là sao? Nắm tay dẫn ta đi, không có bao giờ có cái tâm mà gớm ghê người ta chứ ha. Cái tội lớn nhất của con người là giàu mà xem người nghèo gớm ghê, là tội nặng lắm. Mình mà có cái tâm đó là đời sau mình bị cái quả báo đó đó. Xem thường người, đời của mình có được phước báo, mình có địa vị xã hội, mình phải thương cái người nghèo, thì bản thân mình càng nâng cái đức mình lên càng cao. Nhớ nghe. Đó. Bây giờ mình ngồi trong đây, bây giờ nóng chút mà nó còn mát. Còn bây giờ ngồi ở ngoài sân ngoài kia, vừa nóng mà vừa không nghe rõ. Nên bây giờ những đứa nói chuyện mới lớn lên. Thấy chưa? Chúng với anh chị ca sĩ phải hát lớn. Mình hát hay chưa chắc nổi tiếng, mà mình hát nhiệt tình nó nổi tiếng hơn. Hát nhiệt tình. Hát nhiệt tình mà hát quá trời hát luôn. Thấy mình ta thương quá nên người ta ủng hộ. Nên hát nhiệt tình quá trời mà. Đó. Nên về anh Trương đang quy rồi hát, hát những bài hát về đạo đức rồi ha, về kiếm thị rồi, chuẩn bị đi. Chuẩn bị đi người ta kêu mới lợi. Rồi hát về người già đâu là ngay cái tông chùa mình lắm nghe. Mà chùa mình là tại người ta tu mà. Hoặc là mình hát những bài niệm Phật. Mà muốn hát những bài niệm Phật mà hay á là phải niệm Phật. Ngộ vậy đó. Niệm Phật đó mới hát những bài niệm Phật hay. Bây giờ nhà Đức nói thiệt chứ, từ khi là mình có một cái tôn giáo nào mình học riêng rồi, chứ ngoài ra mà mình hướng đến Phật giáo á, thì những Đức nói rằng là quý vị biết rằng à, nên hát những cái bài hát nhân quả. À, hát bài hát nhân quả. Những cái bài hát đó nó để lại đời luôn, nó để lại cho đời luôn vậy đó. Như vậy bài hát nhân quả là để lại cho đời luôn à. Tại vì đời nào cũng phải cần về nghe nhân quả hết trơn á. Nó phải hát những bài hát về nhân quả để nhắc nhở con người ta. Rồi bản thân mình từ từ lớn tuổi nè. Nó, những đứa bây giờ 42 tuổi rồi.
càng ngày nó càng già chứ. Nó ngày nó càng già chứ không càng ngày trẻ sao, thấy không? Thì từ nơi đó mà con người mình càng ngày mình hướng đến người lớn tuổi, người già. Mình thương người già là mình đang bồi dưỡng cái tuổi già của mình mà được lớp trẻ sau này thương mình, thấy không? Bây giờ Nhận Đức thương người khiếm thị, ai biết Nhận Đức 1, 2 năm nữa nó khiếm thị thì sao? Ai biết được cuộc đời của người mình? Nhớ nghe, cuộc đời chưa biết ngày mai sao đâu nghe bạn. Dù bạn bây giờ đang đương thờ tiếng tâm ầm ầm nhưng chưa biết đâu nghe. Con người lên voi xuống chuột mấy hồi. Nhớ nghe. À. Phải nhớ đó. Nên không có ai mà tồn tại mãi đâu. Nên thương con người đi. Đó. Cái đặc biệt của Nhận Đức khuyên quý vị người khiếm thị này là gì? Hãy niệm Phật đi. Nhớ. Rồi thêm cái nữa là gì? Đừng có buồn cho số phận của mình. Ngồi xuống mà buồn trách ông chờ. Ông chờ sao ông bắt công với ông chờ? Tôi làm tội lỗi gì mà tôi sinh ra đời này tôi bị không thấy đường, còn bị què nữa. Quý vị biết rằng á, thường chùa chùa mà tổ chức khiếm thị đó là có mấy anh chị mà hát á, là có cái anh Tường Văn. Anh vừa khiếm thị mà anh vừa cụt luôn hai cái tay. Mỗi lần anh lên hát á, là anh lấy hai cái tay anh cụt, anh để là gì nữa anh hát. Mà người ta cũng có tật có tài nghe. Gặp mình mà để vậy là rớt cái micro. Vậy đó mà anh Tường Văn anh hát, mà anh hát ca cổ quý vị. Cụt hai cái tay mà. Mà thấy tội nghiệp lắm. Bữa nay mấy anh ca chị ca sĩ hát rồi thôi. Anh Tường Văn bữa nay ngồi nghe bữa nghe. Kể chương trình tới 4 bài hát cũng nhiều. Thêm nữa thì nó dài quá. Ha. Nó nên tất cả những người khiếm thị á, khi nghe hát người ta hát xong á, nhiệt tình hoan hỷ vui vẻ vỗ tay được ầm ầm lên. Thấy không? Sau này á, đời kiếp nào mình làm ca sĩ mình hát người ta vỗ tay cho mình. Chứ sao? Bây giờ thí dụ như Nhận Đức giảng pháp bị vỗ tay, mai mốt tới quý vị giảng pháp Nhận Đức vỗ tay lại. Chứ sao bây giờ? Còn bây giờ á, người ta hát xong mà mình không chịu vỗ tay là mình sau này mình hát không ai vỗ tay. Chứ sao nhân quả mà nó rõ ràng chứ sao? Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó mà mong rằng á, tất cả những người khiếm thị về đây họ nghe được nhân quả rõ ràng rồi thì không có than thân trách phận, không có trách ông chờ, trách số phận gì, mà trách mình đã từng gieo nhân không đúng nên bây giờ mình chịu cái quả báo cuộc đời nó không được tốt. Rồi từ hôm nay bắt đầu mình gieo cái nhân niệm Phật lại đi. Rồi mình dù khiếm thị nhưng còn cha còn mẹ, mình cố gắng hiếu thảo với cha mẹ của mình. Mình hai con mắt không thấy đường nhưng mà cái tâm mình nó cũng thấy chứ. Mình nên thương cha thương mẹ. Còn tất cả những người mà đi đến đây lành lặn khỏe mạnh á, quý vị quan sát bao nhiêu con người này đi thì quý vị thấy quý vị có phước quá. Thì bây giờ đi lại đây dự chương trình này xong về đó, mình gầy dựng cái đạo đức cho bản thân mình. Rồi dù mình có phước báo nhà, nhà giàu sang, nhưng mình đừng có phí phạm quá. Có một cái quỷ, có một con heo, bỏ tiền của mình vô trong đó bỏ ống đi. Lâu lâu những đức thông báo chương trình khiếm thị á, đem tiền đó đến đây cho người mù. Đó. Làm vậy đi. Ai mà xe xua đồ này quần này áo nọ xài phí quá đáng nghe, lại đây nhìn chương trình khiếm thị đi. Rồi về đừng có mua đồ hiệu nữa. Mua đồ dởm dởm bận đi. Tại vì mình bận bộ đồ có nhiều người ta giàu người ta bận có vài ba lần ta không bận nữa. Vậy thì mình mua đồ dởm dởm mình bận ta một hai lần mình bỏ qua cũng không sao. Mua đồ chi mắc tiền. Để mình dư tiền ra mình cho người ta thì phước của mình nó sẽ lớn lên, giống như Đức nói rằng á, phước báo con người như ly nước nè. Bây giờ thí dụ như mấy anh chị còn sáng mắt vào những người khiếm thị nghe nè, phước báo mình như ly nước này là ly nước nó nước bao nhiêu là nó có phước nè. Thì bây giờ mình uống thì nó có nước, đúng không?
Nếu như mình chỉ có uống không mà mình không bao giờ châm nước vô, vậy thì khi hết nước là phước đã hết rồi. Vậy thì quý vị muốn xài cái gì có không? Không bao giờ có. Dù là cha mẹ mình rất là giàu, nhưng mà do mình thiếu đạo đức nên cha mẹ mình có để của lại cho mình cầm không được. Có nhiều gia đình con sanh vào gia đình giàu sang, nhưng mà cha mẹ để của lại thì nó hư hỏng. Là tại vì nó không có phước nên nó không có hưởng được cái tiền bạc của cha mẹ để lại, hiểu không? Nên bây giờ nè, mình hướng dẫn gì để cho những người sáng mắt ngồi đây nè, phát cái tâm thương người khiếm thị, người mù. Không phải là một mình những đức thương người, mà là phải rất nhiều người để thương con người. Con người là phải thương con người. Rồi mình tập niệm Phật, mình tập nghe Pháp mỗi ngày. Để làm chi? Trời ơi, nghe Phật Pháp hay lắm quý vị ơi. Rất là hay. Hồi xưa những đức nói chuyện chỉ được có 2-3 người nghe, mà bây giờ đi tu mà nói chuyện có khi 10-20 ngàn người nghe. Tôi thấy Phật Pháp nó hay quá trời hay không? Mình mà học Phật Pháp rồi, mấy người trẻ trẻ ngồi bên đây nè, trẻ trẻ đẹp đẹp, ca sĩ đồ, hay là mấy người ngoài đời đồ trẻ trẻ nghe, nói chuyện với bạn bè rất là hay. Mình đi đến mình gặp cha mẹ của bạn trai bạn gái mà nói chuyện cũng hay nữa. Mình làm rể mà mình qua bên nhà bên vợ mình nói chuyện với cha mẹ vợ cũng hay nữa. Tại vì sao? Vì mình đã học được Phật Pháp rồi, cái đạo lý mình nói chuyện nó hay lắm. Cái lễ phép mình người ta thương mình, nên cần học Phật Pháp là gì đó. Ai cũng phải cần học Phật Pháp chứ á. Không, những đứa thấy Phật Pháp mình có quê chút nào hết trơn á. Có nhiều người ta nói tờ ơi còn trẻ mà đi học Phật cái gì, già đi hả học Phật. Tôi nói này thiệt chứ, Phật Pháp ở đâu dạy tôi không biết chứ. Tôi thấy Phật Pháp mà tôi học á, tôi thấy rằng Phật Pháp nó mù đen còn hơn cái gì. Không quê mùa chút nào. Bây giờ tất cả Phật tử trẻ là ở đây chùa mình tu nè, lớp đạo làm con mỗi tuần thứ bảy nhà Đức dạy cho khoảng 600-700 em nhỏ nè. Có ai nói những Đức dạy mà quê mùa không? Không có quê mùa chút nào hết trơn, mà lại còn sống động nữa chứ, đúng không? Trong nhà Phật nói lấy khổ làm thầy, đâu phải là mình giàu mà mình đi khổ. Tầm bậy. Lấy khổ làm thầy là mình giàu, mình sống trong cái cảnh giàu mà mình biết thương người. Chứ mình không có xe xua, mình sống đơn giản bình dị, mình sống trong hoàn cảnh mình đầy đủ đàng hoàng, mình còn biết chia sẻ cho người ta, mình không có lạm dụng của cải quá đáng. Đó là lấy khổ làm thầy. Một cái. Còn nếu như mình nghèo, mình bệnh hoạn, mình tật nguyền, thì bản thân mình chấp nhận với số phận. Mình chỉ cần có 3 buổi cơm ăn là được rồi. Nhìn xa làm chi, nhìn cao làm chi. Thì trong hoàn cảnh nào mình cũng sống được vui. Thí dụ như chồng thương mình cũng sống vui. Mà chồng bỏ mình cũng vui sống. Chứ làm sao? Nó bỏ mình rồi khóc làm gì cho nó mệt. Thấy không? Hôm qua có bà cô kia bà lợi mới nói thầy, bây giờ chồng con nó bỏ con phải làm sao đây thầy? Nhưng Đức nói bà vô chùa bà tu đi là nó lấy lại à. Còn bây giờ bà năn nỉ nó chừng nó bỏ bà luôn ha. Hiểu chưa? Bà vô đây bà tu vài tháng đi, rồi bắt đầu nó vô nó năn nỉ lại, bà thấy coi được thì bà về. Hiểu chưa? Nó bây giờ khóc lóc cái gì, bây giờ bỏ thì nó cũng bỏ rồi. Nên những Đức dạy cái lớp đạo làm con, những Đức nói rằng bây giờ thí dụ như mình còn trẻ mà mình có bồ mà nó bỏ mình, không cần phải khóc. Khóc gì à? Cha mẹ mình sinh mình ra nuôi mình khôn lớn, mình còn chưa phụng dưỡng cho cha mẹ mình được cái gì hết, mà bây giờ bồ đá mình cái mình khóc, đây là vô nghĩa lắm. À, vô nghĩa. Nhớ nghe. Nên trong cuộc đời này hoàn cảnh nào, bệnh đau khỏe mạnh gì cũng phải có nụ cười. Nhớ, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nghe. À, ai mà không cười thì cuộc đời sẽ lỗ, đúng không? Đó, chúng ta tập mỗi ngày cười cho nhiều. Trời, tôi hô đi mà tôi còn phải cười. Hô đây người ta còn cười hoài. Thấy không? Những Đức nói cái người niệm Phật nghe, lé thì đẹp theo lé, mà lùng thì đẹp theo lùng, mà súng răng thì đẹp theo súng răng, hô thì đẹp theo hô. Thấy chưa? Trời ơi, không lẽ bây giờ mình hô mình không được cười.
có cái chính sách nào mà đưa ra hôn được Cường không? Còn ung thư không được cười hả? Ung thư thì cũng ung thư rồi, thì phải vui vẻ mà sống. Một ngày sống vui còn hơn là chết khổ, đúng không? Nhớ nha, này quan trọng đó. Thôi bây giờ á, chương trình chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Mong rằng tất cả những cái người khiếm thị đi đến đây đều là nghe gì rồi tin nhân quả rồi về cố gắng niệm Phật. À, những đức nhìn thấy người khiếm thị đông quá, bữa nay đông dữ lắm. Số lượng người giờ hình như là bao kính xung quanh chùa mình đó nè. Hồi nãy những đức thấy trời nắng, ra ngay chỗ mặt trời chói á, mình ngước mặt lên mặt trời mà nói rằng bây giờ người ta ngồi đông quá. Thôi à, ông chờ đừng có nắng nữa cho họ ngồi. Tại mình thấy tội nghiệp họ quý vị, thấy xúc động. Ngồi khi đi đến đây khoảng cỡ 3 giờ rưỡi sáng tới giờ. Trong chánh điện này ngồi từ lúc 3 giờ rưỡi sáng tới giờ. Và xung quanh cũng ngồi một số người trước sớm dữ lắm. Tại như Đức trên khu tăng, như Đức quan sát từng chút, như Đức nhìn thấy. Giờ này còn rất nhiều đoàn đang đến. Nghĩa là chương trình chùa mình là một chương trình tình thương mến thương quý vị. Thấy thương người ta. Khi mỗi người chúng ta lục căn còn đầy đủ. Còn bao nhiêu con người sống trong cuộc đời này họ đang khổ quá. Mà cái khổ đau trong cuộc đời này chúng ta chia cho nhau chén cơm manh áo nó nhất thời lắm quý vị ơi. Đi đến đây giờ ví dụ như mỗi người được gom gom tiền lại người ta cho. Có những người được 600-700 ngàn gì người, thí dụ đi 500 ngàn, 600 ngàn, 300 ngàn gì đó. Thì vị coi ăn bữa ngày hết trơn. Cái khổ đau trong cái cuộc đời này ai còn mang thân này, dù là đẹp như hoa hậu cũng khổ. Thật sự còn mang cái thân người là còn khổ rồi quý vị. Không phải chỉ có những người khiếm tật, khiếm thị hay những người bệnh đau mới khổ đâu, mà cái người khỏe mạnh cũng trong cuộc đời này khổ nữa. Thật sự luôn á. Nên tất cả anh chị ca sĩ hôm nay đến hát tặng cho người khiếm thị, quý vị nhìn cái chương trình này đi. Rồi tự nhiên bản thân mình thấy rằng là mình sanh đến cuộc đời này, hiện tại mình đang còn phước nhiều quá. Cái gia đình mình có khi cũng cơm ăn áo bận, cuộc sống đầy đủ, cũng niệm ấm chăn im, cũng được nhiều người biết đến mình, thương yêu mình. Còn bao nhiêu con người ở trong cuộc đời này bây giờ người ta đang tìm kiếm chút cuộc sống thôi. Cái đồng tiền mà chúng ta xài một chút thôi, họ đang phải chi cầu, phải tìm. Thí dụ như có những người giàu, người ta vô trong quán ăn, người ta kêu vài món đồ ăn, người ta ăn rồi vài đũa thôi, người ta bỏ nguyên một số đồ ăn. Còn nhiều hơn họ đi kiếm mấy ngày tiền bạc. Vì nghĩ đi. Nên chúng ta khi mà dự chương trình này, mình nên nhắc mình và nhắc con cháu mình. Mình có phước nên cuộc đời mình sanh đến đây mình đầy đủ. Còn nếu như mình thiếu phước thì mình khổ vô cùng. Thật sự mà nói, cái chương trình khiếm thị này những đức tổ chức là những đức mong những người khiếm thị này phải nghe được câu Phật hiệu thì mới hết khổ. Chắc chắn luôn. Nghĩa là chính cuộc đời những đức là cũng từ khi gặp Phật Pháp nên mình mới giảm bớt rất nhiều cái khổ trong cuộc đời này. Chứ nếu như không gặp Phật Pháp thì cái khổ trong cuộc đời này không biết chút gì đâu. Vì coi bây giờ ngồi tràn lan đại hải ở bên ngoài, ngồi quá trời đông.
mà ông chờ ông cũng từ bi hết nắng. Còn xe bây giờ đậu thôi, đừng có nói nữa. Quý vị biết rằng cái chương trình này những đức tổ chức là những đức thấy rõ ràng Phật gia hộ. Chứ cái số lượng đông người này mà xe cộ đông đừng có nói nữa. Mà bao nhiêu lần những đức tổ chức chương trình kiếm thị xong rồi bình yên vô sự. Không có bao giờ mà xảy ra một việc gì mà mình không vui. Đều ổn định hết trơn. Thì ban tổ chức trong chùa cũng nhiệt tình hết mình. Nấu cơm từ hồi cấp 1 giờ mấy tới giờ 12 giờ mấy nấu tới giờ. Chuẩn bị cơm nước sắp xếp sẵn hết ra hộp cơm để lên xe cho họ hết rồi đó. Chuẩn bị cho họ hết. Khi xong chương trình mình cho tiền họ xong hết á, thì họ chỉ có lên xe thôi. Rồi lên xe họ tự chia cơm nhau mà ăn, chứ không có kiểu mà phát từ người ở đây được. Đông quá nên cho ban tổ chức mỗi ban bệ đều làm việc sắp xếp cực lực nhiệt tình, ai cũng nhiệt tình cùng chung tay với nhau. Nên mình thấy mình thương họ, nên có những đoàn mà ở xa tặng ở ngoài Bắc. Một chuyến xe của họ mà những đức trả tiền xe là khoảng 15 triệu. Giỡn không? Rồi tặng ở Cà Mau, thuê xe lên đây đi. Có những người ngoài Bắc họ tha thiết, họ nói rằng ước gì được vô đây một lần dự chương trình kiếm thị ở đây. Những người mù á ngoài đó đó. Nên tất cả tiền xe những đức đều trả cho họ hết hoàn toàn. Tất cả chuyến xe này, trừ những Phật tử người ta đi riêng cá nhân người ta. Rồi mỗi người những đức tặng họ thêm 200 ngàn. Cái này nó không đáng là bao quý vị, nhưng mà cái đặc biệt của họ là mình mong họ nghe được Phật Pháp. Tại vì chính nhờ Phật Pháp mới thay đổi được cuộc đời quý vị ơi. Có Phật Pháp mới thay đổi cuộc đời được. Bây giờ con người mình giờ lúc mình còn trẻ, mình đương thời mình có tiếng tâm nổi bật cỡ nào, nhưng con người có ai mà tiếng tâm hoài đâu. Con người có giàu cỡ nào, nhưng mà quý vị thấy có ai trong cuộc đời này mà giàu hoài không? Có những người giàu thời gian thôi là nghèo lại à. Có những người tiếng tâm vô cùng thời gian mình mất tiếng. Nên như Đức nói với anh chị ca sĩ, mình hát ở đây bằng một cái tình thương mến thương. Sau này mấy anh chị về hát những bài hát, ví dụ như về đạo đức nè, về chương trình khiếm thị nè, giống như bài hát bài ca người khiếm thị rồi đó. Mình mà hát nó có một cái sự lạ thay đổi lại nghe. Nghĩa là bây giờ về nhạc trẻ đồ quá trời luôn, bây giờ mình phải thay đổi cái tông nhạc lại, hát về đạo đức, hát về Phật giáo. Tự nhiên cái tông nhạc đó nó sẽ đi vào lòng người ghê lắm. Tại vì cái cuộc sống á, dù có phát triển cỡ nào, nhưng mà con người người ta về đạo đức nó không có bỏ được. Nếu như mình không có tình thương mến thương, mình không tổ chức chương trình này đâu quý vị. Thật sự mình không tổ chức chương trình này đâu. Những đức khuyên tất cả những người mà mạnh thường quân đều là gì? Cho tiền họ. Hoàn toàn đều cho tiền họ hết đi. Còn cái chương trình này trước thời gian 20 ngày là những đức đã lên chương trình rồi, là những đức có đủ tiền để làm xong chương trình này. Là khi trước lễ Giới Quan Âm là những đức đã nói với vị là chương trình khiếm thị của lần này rồi. Là trước đó những đức đã chuẩn bị xong hết. Nên quý vị chỉ cần đổi tiền ra cho người khiếm thị hết đi. Nhớ. Bây giờ những đức đọc 12 lời đại nguyện nè. Cho những người khỏe mạnh hay những người khiếm thị hay là chư hương linh vì nghiệp phá thai hay củ quyền thất tổ của mình mà chết chưa siêu thoát đi về đây. Ai cũng nên phát nguyện về thế giới cực lạc đi. Thấy không? Về cực lạc nó hết khổ thôi. Bây giờ những đức đồng câu vì đọc theo một câu nè, để chương trình nó đầy đủ. Chừng khoảng 2-3 phút nữa xong rồi là các anh chị ca sĩ đều chuẩn bị nè. Đầu tiên là bài hát đầu tiên là Kim Thoa và Phú Quý hát nè. Rồi bài thứ hai là anh Dương Ngọc Thái nè. Rồi bài thứ ba là anh Trương Đăng Quy nè.
Rồi bài thứ tư là bài cuối cùng là Phú Quý hát cái bài gì 9 tháng 10 ngày gì đó. Chuẩn bị hết đi. Rồi giờ Nhân Đức đọc 12 lời đại nguyện này quý vị. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hoan nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Đó là 12 lời đại nguyện nha. Mình nguyện để mình niệm Phật, để cuối cuộc đời của mình Phật rước mình về thế giới của Phật nha. Nên tất cả những người còn trẻ đi đến đây thấy ngôi chùa mình niệm Phật gì, mình còn cha mẹ già, có dịp mình dẫn cha mẹ mình vô đây tu, để cho cha mẹ mình biết Phật pháp quý vị, để tương lai cha mẹ mình được về thế giới của Phật. Nên là nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người ngồi đây và những anh chị khiếm thị, ai cũng niệm Phật, khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. Ai về đầu Phật, chúng ta chắp tay hồi hướng cái quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.